Thưa quý vị, xu hướng ngày mai nhiệt độ ở miền Bắc sẽ còn giảm hơn nữa là bởi một rãnh áp thấp có trục từ 18 đến 21 độ vĩ Bắc vừa mới hình thành. Dưới tác động của rãnh áp thấp này, trong đêm nay và sáng ngày mai, Bắc Bộ sẽ có lại những cơn mưa rào và có nơi có dông. Trong đó, các tỉnh dọc vùng biên giới phía Bắc như là Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng và Lạng Sơn sẽ là những vùng có mưa với lượng khá hơn cả, phổ biến trong khoảng 10-30mm, cục bộ có những nơi trên 40mm. Sang đến ngày mai, Bắc Bộ sẽ có kiểu thời tiết có mưa rào và dông bất chợt. Nhiệt độ toàn vùng giao động trong khoảng 29-32 độ, trời mát mẻ. Sự xuất hiện của rãnh áp thấp cũng làm thay đổi thời tiết của các tỉnh miền Trung. Cường độ nắng trong ngày mai ở Trung Bộ cũng giảm dần. Cao nhất ngày mai từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, phổ biến trong khoảng từ 32-34 độ. Còn về chiều và tối mai, ở khu vực phía tây của Thanh Hóa, Nghệ An, vùng ven biển phía đông của Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và tại khu vực phía tây của Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi sẽ xuất hiện những cơn mưa dông. Trong mưa dông cần phải đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Mưa dông cũng có xu hướng gia tăng hơn ở các tỉnh thành phía Nam. Nguyên nhân là do từ ngày mai, gió mùa Tây Nam cũng sẽ hoạt động mạnh dần trở lại. Dưới tác động của gió Tây Nam, chiều và tối mai, ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Còn về mức nhiệt ngày mai ở Tây Nguyên, phổ biến vẫn từ 28-31 độ, còn tại Nam Bộ mức nhiệt 32-33 độ. Trên biển, khu vực huyện đảo Hoàng Sa có gió Nam cấp 4, tại huyện đảo Trường Sa có gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Cả hai huyện đảo đều có mưa rào và rải rác có dông. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.